grab some fruit. Maybe give her a tip. She's walking pretty fast. Oh shit. What newer? Còn nhiều cân. Hả? Còn nhiều. Phải nhiều. Vậy chắc là cân hơn cân đâu. Ngọt không à chị? Ăn đi, khổ quá, ăn một quả đi em. Còn ăn thử một quả. Nào. Có khi mà ăn. Này bán được không? Thấy hết hàng rồi. Bao nhiêu một đốt được nhá. Ngon lắm. Ngon. Cái cơ thì ngon luôn. Sáng của anh ta chụp. Quê chị ở đâu? Quê chị ở xa lắm, chơi nhổm. Ở đâu? Chơi nhổm cơ, các em chả biết đến thế. Bán có cực không chị? Là chị đây là do mình lỗ vốn thế này. Này nhiều. Thế này còn cân 8 đây mà. Vâng. À, 6 người thì 300 nghìn. Đấy, ba nho vẫn lại còn thiếu 4. Rồi. Nho vẫn còn lỗ 4 thế này. Bán nho là đi về hay là sao? Nho là có người mua thì mới được về. Em mua cho cô cân, cô bán rẻ cho. Nho nhiêu? Nho cô bán 80, bây giờ cô lấy 50. Vâng, ok. Nhá. Đấy, làm biết cầm. Cho chị về, cho cô về Noel. Hả? Lũ 4 nho đấy. À, chú con rồi. Do con nó rẻ hơn. Not new. Hết lối em phải đi chợ ế quá. Wow. Mà cái cân này cháu cũng không hiểu. Không bằng chiều đâu em ạ. Cô đi bán quanh năm ở đây, dần khách quen không bao giờ. À biết rồi, nhưng mà ý là cái cân này cháu cũng không biết hiểu. Còn 2 cân rưỡi. Wow. 2 cân rưỡi. 125 với lại 300 nghìn. 35 rồi. Đấy là 135 nghìn, 120 là 106. Cô bán đây quanh năm hả? Quanh năm ngày tháng. Ngày đường này hả? Suốt ở trong các phố này đó. À rồi. Cháu bò cô tiền Noel cô lấy không? Nha. Yeah. Thì cháu có người theo đạo á. Muốn chúc mỗi người Noel vui vẻ. Cháu bò cho cô có tên gì? Cô á. À. Tên là Hoa. 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 À, cháu cho bò cho cô tiền Noel nhá. Để đi về ăn ăn vịt quay hay gì á. Nha. Cảm ơn nhé. Cảm ơn nhé. Rồi. Thôi về nhá. Cháu về nhá. Yeah, she was pretty shocked, man. She wanted to refuse it, but I think she needed the cash. So yeah, we got some grapes and mandarins, man. Not sure what we're gonna do with these, but the mandarins seem okay, but I'm not sure I'm gonna eat the grapes. But at least, at the very least, she'll have an early night. Thank you.
chậm do đường tắc kìa. Tắc bên cầu ấy. À, 22, cô đi 22 mà. Đúng rồi, nãy đang chờ. Cô thấy đằng nho. Nãy chờ. À, không. 22. Đẹp như người Tây nhỉ. Như người Tây. Trắng trẻo đẹp như ra Hàn Quốc ấy. Còn như Trung Quốc cũng trắng mà. Việt cũng trắng, người Việt vốn là trắng mà. Thì do con cô hai đứa con gái con trai nhưng mà nó gầy hơn nhưng mà nó trắng như này này. À. Bây trắng giờ đẹp. Lớn, bây giờ lớn rồi đen. Đây. Làm ăn để đen nhưng mà nó còn trắng hơn người khác nhưng mà nó xấu đi nhiều rồi. Nhìn thấy thèm hồi tuổi trẻ của con mình. À. Da trắng với đẹp á, trắng béo béo á, nhìn dễ thương á. Đấy, trông nhìn như là con Hàn Quốc ấy, con Tây. Nhà thường ở trên miền Bắc là nhiều đa phần là như vậy mà. Đây ít nắng. Không phải Hà Nội thành phố cơ. Vâng. Mà nó nhà quê thì cũng ít. Đen. Ừ, đen. Chạy nắng suốt đi. Bọn nó không chịu như ở trong nhà, như ở trong phố đâu. Chứ giờ cô đi đâu? Đi về? Cô đi về chỗ gần Mỹ Trúc. À. Cô nhà khu Mỹ Trúc. À. Cháu đi xe 22 à? 22. Về đâu? Cháu tính về cái siêu thị mà giờ mua cái này để ủng hộ cô ấy, cô bán rẻ. Giờ không biết sách cỡ nào nữa. Cô lấy nho không? Thôi để cháu mang về ăn chi cho vui. Không, cô chỉ là ủng hộ do bà đó bảo muốn về, cô ấy muốn về sớm á, bán rẻ, bán 50.000 cân à. Thì mua nốt à, để cho họ về sớm à, nhưng mà cũng không biết cô ăn thì cô lấy đi. Lấy không? Thôi cô mua quả khác rồi, cô mua cam canh nè. À, cam canh à. Mà cô không lấy giùm cháu à? Lấy nho không... đi, lấy ít nhiều nho đi. Nhưng mà cô không mang tiền. Không, không, giống cháu chỉ mua để ủng hộ cô ấy à. À thế á? À, nếu cô ăn thì quá tốt rồi. Cho cô xin á? Vâng. Ôi dồi ôi, khiếp nhiều này cô không dám nhận đâu. Này cũng... này lấy không? Ok. Sao giờ cháu tốt thế? Ờ, à, cảm ơn nhiều nhá. Để cháu chỉ mua để ủng hộ. Thế cô cảm ơn con trai nhá. Vâng. Ồ, sao vậy tốt nên thấy bà già nghèo khổ rồi. Cô nghèo khó à? Chứ Noel cô có đi đâu ăn không? Cô khổ lắm. Công nhận là không phải khoe gì đâu. Nhưng mà cô ngày xưa làm công chức. Thế xong là cô đi phấn đấu đảng viên. Vâng. Thế xong là cô cho đi nước ngoài cũng không đi. Về ở nhà chăm bà mẹ bị liệt. Vâng. Thế là lấy chồng ở trên phố Giảng Võ ấy. Thì chồng lái xe chở gạo thì đi vào miền Nam. Gái nó đang mất kìa mà. Ở trong ý hơn 15 quay ra ung thư chết rồi 4-5 năm nay rồi. Vâng. Thế mình cô phải ăn nuôi hai con ăn học. Các em mà chưa đứa nào có vợ có chồng, khổ lắm. À, chứ cô quê là ở Hà Nội luôn à? Quê gốc của các cụ nhà cô nhiều đời ở đây. À, sinh ra bà ngoại cô là Hưng Phong Hưng Ký là nuôi cách mạng cơ. À. Thế nhưng mà bên nội nhà cô, bà nội thì lại ở ngoại thành, cũng làm cách mạng. Đấy. À. Tốt thế. Thế khổ lắm, nhưng mà nghèo. Thế là các em trai nó cho, bố mẹ cho mấy trăm mấy vùng đất nhiều nó lừa, nó bán, nó đánh bạc hết. Thế là cô chỉ có làm cái nhà thôi. À. Thế là ba mẹ con cô ở. Thế nhưng mà ốm đau bệnh tật là bị tuổi già đấy, bị cô ốm mất 15. Đấy. Cô ốm 15, bây giờ cô khỏe rồi. Khỏe thế. Nhưng mà cô tóc cô trắng hết. À. Đấy, có nghĩa là bị uống thuốc tây nhiều quá. À. Trước cô không đến nỗi nào đâu, nhưng mà bây giờ cô uống thuốc tây nhiều, cô già ai toán cô 75 tuổi. Cô bao nhiêu tuổi? 60. Nhưng mà ai đoán cô 75. Không, nhìn cũng tầm 60. Quê anh như người miền Nam à? Quê cháu ở cháu đang ở miền Nam nhưng mà gốc là cũng ở miền Bắc do là ông nội ở Ninh Bình xuống Sài Gòn. Ở thế chồng cô quê Ninh Bình. Vâng. Cháu quê vâng. Ninh Bình ở đâu? À, cũng không quen biết nhiều thì vì là chỉ đời nội à. Chứ giờ là đời bố với mẹ là sống ở Sài Gòn à. À, nhưng mà à? Gốc ở Ninh Bình á, như xe à, tới. Các cụ nhà cô ở Sài Gòn ở quận 1 đấy. À, quận 1 là ở đâu? Ở chỗ phố Lê Lai ấy, nhưng mà cụ mất đây, rồi đây. Còn các ông đi lên. Ờ, nhanh.
cô ngồi đây. Cô ngồi đây. Cô đang cô mua vé đây. Cô đứng dậy ra đằng sau thanh niên lấn đường sao không ngồi đấy được đâu, ngồi đấy lao phanh một cái làm sao mà đỡ được. Ừ. Cô vị này này. Cháu ơi, cô vị này. Nhường cho ba về ngồi. Cứ đổ anh thịt cho, anh tặng anh cho bao nhiêu thứ. Cảm ơn nhé. Một bến. Cô giờ cô đang đi về. Ừ. Về chỗ nhà bà chị. Chị gái à. Bà cũng què chân khổ lắm. Tối chưa? Về nhà nữa anh. Dạ vâng. Thế cô xin cảm ơn. Thế đừng bỏ xuống lại nhá. Đến cái mã đúng không? Đi lùi lại một đoạn nhá. Xuống đi, đi lùi lại một đoạn. Thấy Phương á, tôi gửi cho mình hoài á để con mới quay lại. Mà mua cho người lớn là không có được. Đây,
Thấy chạy không thương nói chuyện dễ thương lắm mà nó nấu cũng như là nó mới đầu nó nấu không nghe được hầu có nó quớt nó hơi quớt nó kém tí nó hơi quớt không chứ để xuống đi rồi tìm nào đây mình khen cũng nhờ